Mến chào các bạn. Hôm nay nấu ăn ngon Ánh Vlog sẽ trở lại với các bạn với cái món là bánh xèo của miền Nam ha. Giới thiệu với các bạn là món bánh xèo ở miền Nam rất là thích. Từ người lớn cho tới em bé tới trung niên đều thích cái món này hết. Nói chung là 10 người chứ thích hết là 9 người rồi. Thì ở đây mình có những thành phần như thế nào, mình sẽ giới thiệu với các bạn nha. Bột bánh xèo pha sẵn. Đấy, thì cái bột này là 400g. Thì bây giờ mình có 800g nè. Nó pha sẵn rồi, thì mình không phải pha cái gì nữa hết. Pha sẵn là sao? Là trong đó người ta có muối, có đường, có bột ngọt, có bột nghệ, rồi có hành. Nói chung là đủ hết á. Giống như hồi xưa là mình xay bột ra rồi mình pha vô. Mình chế biến theo mỗi người mỗi cách. Thì ở đây cái nhà sản xuất người ta đã làm sẵn cho mình ha các bạn. Bây giờ nó tiện dụng lắm. Rồi mình sẽ giới thiệu đến cái món nước mắm nha. Bánh xèo thì không thể không có nước mắm là nó không đúng rồi. Nó ngon là hay không mà do nước mắm. Thì nước mắm ở đây á, ví dụ như là mình sẽ làm theo công thức á, là 5 muỗng đường thì mình sẽ có 5 muỗng nước mắm. Rồi nước thì các bạn tùy thích, nếu lỏng ra loãng ra thì mình pha nhiều nước hơn, hoặc là mình pha với nước dừa. Ở đây tại sao mình làm trước là mình sợ mất thời gian của các bạn á. Thì ở đây mình làm như thế này theo cách của mình. Mới đầu là mình cho đường vô rồi nước lọc ha các bạn ha, nước lạnh không phải nước nóng nha. Rồi mình đánh lên, mình đánh với đường lên cho nó tan. Tan xong thì mình cho nước mắm vô. Nước mắm vô xong rồi thì mình sẽ cho chanh vô. Cuối cùng thì mình sẽ cho tỏi ớt băm vô. Nó mới nổi lên ha các bạn ha. Rồi mình sẽ cho một ít cải sắc sợi, cải cà rốt sắc sợi nè. Với lại cải trắng hoặc là cả củ sắn cũng được. Đó, có trắng, có cam cam, rồi có đỏ. Thì nước mắm ăn bánh xèo nó sẽ là như vậy. Cái nữa thì mình sẽ có cái hành lá mình sắc nhỏ thế này để mình cho chung với bột. Tại vì trong bột thì có rồi, nhưng mà thường thì mình cho thêm hành lá vô thì nó sẽ dậy mùi, nó ngon hơn ha. Ở đây mình có chuẩn bị là hành gốc nè. Hành gốc mình có 10g, rồi tỏi 10g. Ở đây mình có tép nửa ký, thịt ba chỉ nửa ký. Với lại có bao nhiêu đi củ sắn nửa ký. Và mình sẽ có 3 lon bia để pha bột bánh xèo các bạn ha. Bánh xèo thì nó làm nó nhiều thứ lắm. Đấy, một chút vậy. Rồi mình giới thiệu cho các bạn. Thì bây giờ mình đến giới thiệu những cái loại rau. Rồi các bạn ơi, ở đây mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái rau để mình bánh xèo ha. Rau sống thì nó gồm có cái này là rau húng lủi nè. Húng lủi để ăn với lại cá lóc nướng cũng ngon lắm. Cái rau này là rau dừa, rau dại nè, rau mọc tự nhiên ăn bánh xèo. Rồi mình có salad, có cải xanh, có rau diếp cá, có rau xoài nhái, rồi có rau gì nữa ta, nhiều thứ quá trời luôn. Cải xanh diếp cá, xoài nhái, rồi lá cách, lá lốp, đó quá trời luôn. Mình chuẩn bị một dĩa rau như thế này để mình ăn kèm với bánh xèo ha các bạn. Mình sẽ cho bột vô thau ha các bạn, để chuẩn bị mình pha với lại bia. Thường thì mình pha nước lọc, nước ấm, thì hôm nay mình sẽ pha với bia để cho nó giòn hơn, cái bánh để được lâu hơn. Chứ mình thường nước lọc thì mình ăn mới thì nó giòn. Với lại giòn thì các bạn biết sao không, mình tráng nó mỏng thôi, còn dày quá thì nó phải nó không có giòn rồi. Nó dày thì nó không có giòn đó. Đỡ vô, các bạn cứ pha với bia không, hôm nay mình pha với bia không nha, không pha nước luôn.
mình pha 3 lon bia, nếu đặc quá thì mình sẽ thêm cái nước dừa tươi vô, chứ mình không thêm nước. Thường thì người ta sẽ cho trứng vô, người ta cho nước cốt dừa vô nữa, nhưng mà tự nhiên mình làm mặn á thì mình có thịt, có tép rồi, rồi mình có thêm cái củ sắn nữa, nên mình không phải cho những cái loại đó vô hả các bạn ha, vô nhiều quá nó béo, ăn ngấy lắm, ăn nó sẽ mấy ngấy, ngấy là ngán á, miền Bắc gọi là ngấy, miền Nam mình gọi là ngán, ngán. Rồi mình sẽ cho hết cái hành đó ha, hết cái hành vô. Cái này mình nghĩ nó còn hơi đặc nè, để tí hồi đi, chắc mình sẽ cho thêm nước dừa vô ha. Đó, mình để cho nó khoảng 15 phút đi, cho bột mình nó nghỉ. Nó nghỉ để thời gian nó nở ra thêm đó các bạn. Mình xắt củ sắn hết các bạn, xắt củ sắn, cắt miếng rồi xắt sợi lại ha. Đến công đoạn mình xắt thịt hết các bạn. Thịt thì lạng ra, bỏ cái da ra riêng ra. Mình lấy một miếng mỡ, nó hơi dày như thế này, để tí hồi mình lăn chảo cho cái chảo nó không có dính bánh ha. Phải chuẩn bị một cái miếng như thế này, miếng vậy đó các bạn, rồi mình sắt hạt lựu lại, rồi mình băm cho nó nhỏ hơn cái hạt lựu nữa. Rồi bắt đầu mình băm hết các bạn, xắt hạt lựu nhỏ nhỏ cho mình băm. Đây các bạn, mình sẽ cho tỏi băm với lại gốc hành băm á vô, mình cũng băm tiếp như thế này cho nó ngấm vô thịt á, ngon hơn. Giống như mình cũng hay nói á, tươi khác rồi chiên khác ha. Cái tỏi hành chiên nó có cái vị khác, tươi nó có vị khác. Nên những người nấu ăn người ta hay, tại sao mà người ta làm cái tỏi tươi rồi tỏi chiên đấy, thì nó là như vậy. Đây các bạn, cái đầu tôm á mình đã rọc ra rồi, cái nhọn nhọn mình cắt rồi ha. Cái đuôi thì nó sẽ có cái nhọn như thế này, mình cắt đi, cái này thì nó không có nguy hiểm, cái này nó hói nhọn, mình để cho nó đẹp ha. Đó thì con này con tép chứ không phải con tôm, con tép đó, mình có nửa ký. Thế là bây giờ mình sẽ đi xào lên nha các bạn, xào lên cho nó chín, nó vừa chín thôi. Có nhiều người thì người ta vừa đổ vừa bỏ tép vô, còn bây giờ thì mình làm như thế này cho nó nhanh gọn lẹ ha. Bây giờ mình chuẩn bị một cái chảo các bạn ha, cho vô đây 10 ml dầu ăn. Cho hành tỏi băm nhỏ vô ha các bạn, xào cho nó dậy mùi lên. Lúc nào cũng vậy ha, cái đó là nguyên tắc nấu ăn, mình phải làm cho nó dậy mùi, nó thơm lên. Rồi đây các bạn, hành nó đã lên dậy mùi rồi, thơm rồi. Giờ mình cho thịt vô xào nha. Xào cho nó săn. Cho khoảng 2 gram bột ngọt cho thôi các bạn. Cho lửa lớn lên ha, mình cho lửa lớn lên. Đó, bây giờ nó săn lại rồi.
Giờ mình cho mấy con tép này vô xào luôn ha. Xào cho nó vừa chín tới. Rồi mình sẽ cho sắn vô luôn. Cái sắn sợi nè. Thường thì người ta để ở ngoài ta rắc vô xào, còn đây mình xào luôn ha các bạn. Cho nó chín. Ăn cho nó an toàn. Đó, mình xào lên như thế này. Mình không cần phải nêm nếm nhiều lắm ha. Một chút xíu bột ngọt, một xíu muối thôi. Tại vì mình còn chấm nước mắm mình ăn nữa. Cho phải 2 gram muối. Mặn mặn xíu à. Để cho nó giữ cái vị thôi. Đó, mình đi cho lửa lớn lên ha, để cho nó không ra nước. Mình xào cái này khoảng 5 phút thôi các bạn. 5 phút thôi. Con tôm nó vàng lên là được ha. Đảo nhẹ nhẹ tay như thế này. Đây, cuối cùng mình cho 2 gram tiêu vô nha các bạn. Một cái một chút. Chút xíu. Cái một chút xíu. Đây các bạn ơi, nó vừa chín rồi ha. Nó vừa chín tới hết rồi. Nè. Đó. Giờ mình tắt nghe để nó chảy nước. Nó ra nước nhiều quá. Đó, nó ráo rồi nè. Chảy ra được rồi đó. Sẽ cho ra cái khay như thế này để chuẩn bị làm cái là cái này gọi là cái nhân của bánh xèo các bạn. Có ít nước mình vũ nước ra ha. Bây giờ mình thấy bột nó nở ra, nó đặc đó các bạn. Giờ mình cho nước dừa. Nước dừa này thì nó không có ngọt lắm nên không có sợ nó khét ha. Đó, mình nó hơi hơi thôi. Bạn đừng sợ khét nha. Không khét. Rồi, cái này là dừa. Đây mình lúc nào mình phải có cái cục mỡ vậy ha các bạn, để mình quay cho nó đều chảo á. Còn dưới quê mình có cái cọng chuối. Cọng chuối người ta quay. Trước khi chiên á thì phải đánh bột cho nó đều lên. Mình đậy nắp lại ha, cho nó chín. Dỡ nắp ra các bạn. Mình xay vàng, cho vàng vàng mấy cái mí ha. Cho bột mí lên. Mình sẽ cho một xíu dầu vô đây, dầm 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 dầm. Cho nó giòn cái mí à. Mình pha bột như thế này giòn các bạn. Công đoạn tiếp theo này mình sẽ cho cái nhân vô nha. Đó. Cho cái nhân vô. Cái đầu thường thường thì nó chưa có ăn chảo các bạn, người ta nói là chưa ăn chảo, chưa ăn dầu thì nó sẽ hơi khó một chút, nhưng mà sau đó thì nó sẽ rất là dễ. Nó ăn dầu rồi các bạn chiên dễ lắm ha. Rồi mình lấy bánh ra ha, mình lấy như thế này, mình dở một bên, còn một bên mình quay vậy cho chảo nó nóng lên. Đó, mình xoay vậy nè để cho nó bột cho nó tan đều, nó tản đều ra.
Rồi mình sẽ đậy cái nắp lại ha các bạn. Đó, mình bắt mí qua ha các bạn. Đó là bắt mí. Trong cái chiên bánh xèo ta gọi là bắt mí. Ở miền quê á, thì người ta có cái lá chuối. Người ta sẽ cái chuẩn bị một cái lá chuối. Còn ở đây á, thì mình chuẩn bị một cái lá cải. Để mình phân biệt ra. Phân biệt tí hồi mình lấy cho nó dễ. Rồi đây các bạn, xin mời các bạn xem thành phẩm của mình. Sau bao nhiêu thời gian mình đã làm được mấy cái bánh xèo. Rồi mình chiên tiếp nữa. À, mình trình bày cho các bạn xem ha, để không phải chờ lâu. À, công thức thì mình pha cái bia các bạn thì chú ý nha, mình phải thêm một cái ít nước ấm ấm, hoặc là mình cho cái nước dừa tươi giống mình vậy đó, thì cái bột nó không bị khô, từ cái bia nó làm cho bột nở nhiều quá. À, các bạn ơi, cái bia nó làm cho bột nó giòn ngon lắm. Thôi giờ đến đây ha, mình tạm dừng nghe. À, chúc các bạn làm những cái bánh xèo thiệt là ngon để đãi gia đình. Nấu ăn ngon, Ánh Vlog xin mến chào các bạn. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.